Chị Thúy, how are you? Bây giờ em sẽ nghe bài cho chị Thúy này nha. Girl. Girl. Ghê không? Give. Không phải give mà là give. Give. Được chưa? Give. Get. Get. Egg. Cái quả trứng mình đọc là egg. Egg. Drug. Drug. Đúng rồi. Drug. Có âm g rất là rõ. Pig. Pig. À, pig. Pig. Có chữ g ha. À, là con heo. Được. I saw a ghost again. À, I saw a ghost again. Tự tin như một vị thần luôn. My guitar is too big for me. Ừ, rồi. My guitar is too big for me. Chữ is thêm chữ is, thiếu chữ s chút xíu. Ha, nghe lại coi có đúng vậy không? Again. My guitar. Được nè. Y không có z phía sau, là không có s phía sau là sai. Is à, is á. Too big for me. For me. My guitar is too big for me. Xuống một xíu ha. There's a bug on your rug. À, there's a bug on your rug. Right. To rõ, dễ hiểu. Tiếp nha. Very. Very. Voice. Voice. View. View. Have. Have. Love. Love. Give. Give. I live in a valley. Đó, đây là chị Thúy đang tập âm v đó các bạn nhé. Đây, âm v đây. Can we save the victim? Can we save the victim? Cái chữ huyền thoại là cái chữ S A V E của các bạn đó, chữ sale đó. Ê, làm bài xong rồi sale chưa? Sale chưa? Sale đi rồi in. Má ơi, nhưng mà đây chị thấy là biết cái chữ này trước luôn rồi, chị thấy là giỏi ha. Save. Nha, đọc save đúng. I don't like to receive expensive gifts. À, gift game. I don't like to receive. Cái chỗ receiver này còn hơi, cái chữ v nó hơi dài ra ha. Receive, mới mình tiết chế lại chút xíu. Receive, receive. Rồi, ổn hen. Để em nghe tiếp cái bài nổ đi nha. Tiếp luôn. Fight. Feel. Forget. Stop. Love. OK. Rồi đây là âm F của mình, nó chữ F mà âm là F. Alright. Rất là tự tin. Fight. Đúng. Fight. Có âm đuôi rõ ràng. Fight. Chữ fight trong chữ fighting đấy. Feel. Feel. Có âm L đàng hoàng không? Forget. Forget. Stop. Stop. Laugh. 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 Mặc dù cái đuôi cái chữ này cười, chữ mình đã là L A U G H nhưng mà cái đuôi này mình có đọc là F luôn nha. Give. Yeah. If mà chế. If. Don't fight your wife. À, don't fight your wife. Được ha. This is the first half of my life. Ừ, từng chữ đúng rồi đó. À, giờ chị thấy cái chỗ mà this is nó lại là ok hơn. This is the first half of my life. Đó. Have you found enough? Chữ đờ là hơi nhiều nha. How you found? How you found? Chứ không có how you found. How you found? Không có how you found. How you found? Đó thôi. Stop. Yet of my life. Này. Have you found? Đó, đừng có đờ nha chị. Đờ là hiểu là chữ founder. Founder cái rồi. My life. Have you found enough stuff yet? Ok. Rồi. Cố gắng sửa lại mấy chỗ em nói nha chị Thúy. Kiss. Call. Come. Poke. Like. Sick. Weak. Work.
Rồi. Can you cook? He has a stomachache. Don't show too much skin in public. Rồi. Chị thấy đọc rất là tự tin, rất là rõ luôn. Cái giọng cũng ok ha. Nghe lại nha. Kiss. Đó, kiss, rất là rõ nha. Bạn nào mà nghe vậy mà viết không được là coi chừng có vấn đề nha. Để nghe rồi làm sao viết được ha. Call. Call, đó. Come. Come. Book. Book là không đúng. Cái chữ khờ đúng nhưng mà chữ bờ chưa đúng nha. Book nha chị Thúy. Like. Sick. Quick. Quick. Work. Work. À, có âm or work. Ache. Đúng rồi, ache là đau nè. Rồi mình sẽ đọc câu nhé. Can you cook? It's a stomachache. Rồi, chữ A thiếu chữ K là cái thứ nhất mà mình phải nói vần qua luôn. Stomachache ha. Don't show too much skin in public. À, too much. À, too much có chữ ch thêm chút xíu nữa. It's a stomachache. Rồi. Chữ stomachache này đối vần qua, nãy nói rồi cho ta. Don't show too much skin much in public. Rồi, để em đọc lại hai câu đó cho chị nha. Là he has a stomachache. Stomach là một chữ khờ, chữ chỗ chữ mực rồi, ok. Rồi, nối qua chữ ache là một chữ khờ nữa. Stomachache, stomachache, được chưa? Rồi, don't show too much skin, skin in public. Rồi, nhìn chung là cảm ơn chị Thúy đã ghi bài. Trời, đọc rất là to rõ, rất là tự tin. Hy vọng là chị Thúy sẽ ghi nhiều bài nữa để cho em nghe nhé. Và chị Thúy đừng có quên luyện tập với Google nha. Nó mà không nhận chị thì chị hãy báo với em liền. Alright, thank you and goodbye.